Hello, chào em. Ok, giới thiệu em á, anh là nghệ sĩ chụp ảnh đường phố á. Hồi nãy anh đứng ở bên kia, anh có chụp lại em cái khoảnh khắc dễ thương á. Ok, anh rửa ra tấm hình á, anh tặng em nha. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Đã như mây âm thầm đợi chờ, dù bay theo bao cơn gió. Hello 200. Kình ăn khoai phát ấy à? Băng anh có món quà tặng băng này. Ừ. Anh chỉ trộn cái thương thôi. Đẹp đấy, đẹp đấy. Anh đứng cái xa một tí. No 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 no. Riêng giá. Hai chị em mới sắp ra video mới à? Anh vừa lấy thấy ba bố con em ngồi quay mà. Chất đấy. Cũng xem được. Trời ơi. Khổ quá. Này anh có cái ảnh kỷ niệm ba bố con này em này. No 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 no. Con biết bây giờ mẹ kêu. Tinari kasukui vera. Hello, chào hai bạn. Ok, giới thiệu với hai bạn, mình là nghệ sĩ chụp ảnh đường phố. Nãy mình có bắt lại cái khoảnh khắc của bạn trai này nè. Mình rửa ra tấm. Giờ mình gửi tặng bạn làm kỷ niệm nha. Ok bạn. Tuổi trẻ, ta hết mình với thứ được gọi là đam mê. Vậy, có bao giờ bạn bị đam mê của mình rượt đuổi chưa?